chăn trẻ. Đây là biển tư mà Đức Bình giáo chủ viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1930 tại công đình thánh địa Hòa Hảo. Ngày viết lối dân dần thầy thấp môn trường thương dân thuyết giáo dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn từ lý trí thiện và chấm dứt bằng câu mong bá tánh dạng dân dạng đẩy trong đây. Đức thầy nhắc đến Đức Thích Ca trước kia vì nghiệm xét đúng một bộ của chúng sanh nên ngài lìa bỏ vàng địa ngục tìm đạo cứu đời. Nay Đức thầy khuyên mọi người hãy noi gương ấy dắt tình tu hành về phương cách tu ngày dài tránh xa cứu độ từ làm chủ sáu căn từng nhiệm sáu trần hành pháp tứ diệu đề và bắt chánh đạo duy trì bằng phá tan lực lượng để đạt đến lý sắc không và chân như thật tư. Kính mời giảng gia tịnh đạo theo dõi tòa giác mê tâm thể của Đức thầy sẽ do các độc giả nghiên cứu đọc đạo. Nguyễn Thị Nhí, Hồ Thị Kiều, Nguyễn Thị Vợ, Lê Thị Phong, Lương Thị Đương, Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Ngọc Bắc và Võ Văn Minh đồng thành kính đọc lại đoạn đầu. Nam mô A Di Đà. Mẹ cho rồi
trời.